Hai cháu đã trở thành kiếp duyên hạnh phúc, hết được sự nhất trí cao của hai gia đình bố mẹ. Đắp lấm trồng cây chung, vậy tôi thay mặt gia đình chúc các cháu một năm mạnh khỏe này, hai gia đình đắp lấm trồng cây chung này để bảo vệ hai cây xanh này luôn luôn quyện vào nhau và đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái. Cuối cùng, thay mặt gia đình chúc toàn ba một năm an lành và hạnh phúc. Một lần xin được cảm ơn những phát biểu của vị trưởng đoàn, những lời đáp từ của vị trưởng đoàn ở nhà trai. Và ngay bây giờ đây, để thắt chặt tình nghĩa thông gia của hai nhà như một, con xin được kính mời hai bác sẽ cùng quay vào nhau, dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt để kết nghĩa thông gia của hai bên gia đình ạ. Xin được mời hai bác ạ. Và xin quý vị vỗ tay thật lớn để chúc mừng mối tình thông gia của hai bên gia đình, thưa quý vị. Chúc mối tình của hai bên được gắn bó keo sơn và bền chặt. Thưa quý vị, với những lời phát biểu vừa rồi thì kể từ ngày hôm nay, hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên đã chính thức công nhận dâu rể là con một nhà. Và ngay bây giờ đây, xin phép hai vị đại diện sẽ cùng dẫn dắt cô dâu rể trở về nhà trong để có nén hương kính trình tổ tiên bái yết tổ đường sau ngày hôm nay. Xin trân trọng được kính mời hai bác ạ. Và xin được mời chú rể Trần Tâm và cô dâu Hà Nhi sẽ cùng khởi thân đứng dậy và di chuyển cùng hai vị trưởng đoàn di chuyển về nhà trong để có nén hương kính trình tổ tiên bái yết tổ đường trên buổi trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì trong lúc đang cùng nhau chờ đợi sự diện của hai nhân vật chính đang cùng di chuyển về nhà trong để có nhân hương kính chúc đầu tiên bái yết tổ đường, thì ngay bây giờ một lần nữa xin quý vị sẽ cùng nhau tự nhiên xơi trầu xơi giàn xuống nước. Và ngay sau đây là một ca khúc tiếp theo, xin phép được quý vị có một sáng tác được mang tựa đề Yêu Em Dài Lâu. Xin dành tặng quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, và nhạc phẩm này cũng chính là ca khúc mà nhạc sĩ xin phép được thay lời chú rể dành tặng với người vợ của mình, đó chính là cô Sơn Hà Nhi với giai điệu mang âm hưởng vô cùng tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau đến với nhạc phẩm Yêu Em Dài Lâu. Đây đây, tập vào trước đi. Cháu ơi, sao cho cháu ơi.